Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến cả anh chị cái chương trình AirDrop điện tử kỳ giảng 4 này của. Thì đối với cái chương trình AirDrop này thì cả anh chị chỉ cần check cái tuổi của Telegram thôi nhá. Cả anh chị không cần khai thác gì đâu. Trước khi chia sẻ cả anh chị cách để cả anh chị nhận AirDrop điện tử kỳ giảng 4 này của này thì em sẽ chia sẻ sơ qua về cái dự án này nhá. Đây là cái trang X của dự án này, hiện tại thì đang có 100.000 người theo dõi nha. Và bây giờ thì em sẽ vào cái website của dự án này. Bull Network đó là lớp xác minh Bitcoin, biến tất cả các blockchain thành lớp 2 của Bitcoin. Đây là cái website của dự án, các anh chị có thể vào để các anh chị tìm hiểu thêm thông tin nha. Và đây là cái đối tác hỗ trợ cho dự án nha. Đây các anh chị thấy này, đối tác này BitLayer này, Binance này, OKX này, BitGet Wallet này, đây, sang cái bị token pocket nhá. Ở trên trang X của dự án thì họ cũng có các cái đây thông tin về các cái đối tác này. Các anh chị có thể vào đây để các anh chị tìm hiểu nhé. Còn bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cách để các anh chị tham gia những cái AirDrop của cái dự án Bull Network này. Rồi để tham gia cái chương trình AirDrop đến từ cái dự án Bull Network này thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Các anh chị nhấn vào cho em chữ start ở đây để bắt đầu. Rồi các anh chị nhấn vào chữ start ở đây nhá. Rồi các anh chị đợi cho nó chat một chút xíu nhá, nó sẽ chat về cái độ tuổi của Telegram đấy. Nó cũng tương tự như cái con cat và con dog nhá. Các anh chị nhấn vào cái chữ continue ở đây. Rồi đây là số điểm của các anh chị nhá. Và các anh chị nhấn vào chữ get the bull airdrop ở đây. Đây, đây là số điểm của các anh chị nhận được này. Ở đây là cái số điểm các anh chị nhận được này. Đây là số điểm mà các anh chị mời bạn bè các anh chị nhận được. Và sau này thì người ta sẽ cho chúng ta stacking cái đồng DHC này để nhận cái đồng tế bầu nhá. Hiện tại thì cái mục này nó chưa cập nhật các anh chị. Thì lúc nào bên dự án thông báo thêm sẽ chia sẻ với các anh chị sau nhá. Các anh chị nhấn vào cái mục rắn ở đây. Ở đây nó thể hiện cái điểm của các anh chị này và cái thử hàng nhá. Thử hàng của các anh chị này. Các anh chị nhấn vào cái chữ foreign ở đây. Các anh chị nhấn vào chữ invite foreign ở đây. Đường link này các anh chị chia sẻ về bạn bè của các anh chị nhá. Để các anh chị kiếm thêm được cái điểm table đó. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tham gia cái chương trình AirDrop điện tử kỳ giảng 4 này rồi nhá. Đối với cái dự án này thì các anh chị chỉ cần chat để nhận được cái điểm ở đây thôi nhá. Còn các anh chị không cần khai thác gì hết. Rồi, em xin chào tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.